quỷ không đầu ơi. Cái này làm sao mà tìm được thóc bây giờ nhỉ các bạn nhỉ? Chết rồi, có quỷ không đầu lộ ma mà thóc của mình đi đâu rồi? Mà mình mệt quá các bạn ơi. Mình phải tìm gốc cây nào để mình ngồi trong một tí mình sẽ tìm mà thóc tiếp đi được. Ơ, các bạn ơi, ở cái kia có gốc cây kìa. Mình ra đấy mình ngồi nghỉ một tí thôi là mình tìm bạn thóc mới được. Ôi, ở kia có con quỷ đầu mèo với cả con nhện đang đánh nhau hay sao các bạn ạ? Để mình ra xem nào, các bạn đi theo mình. Hai bạn làm sao đấy? Tên quỷ mèo này bắt nạt tớ cậu ơi. Tên quỷ mèo hai đầu này dám bắt nạt bạn á? Đúng rồi cậu ơi, cậu hãy giúp tớ. Tên quỷ mèo kia, người to lớn thế kia mà lại bắt nạt bạn Kiến à? Hả? Không những ta bắt nạt, ta còn ăn thịt cả người luôn. À, con này chán sống rồi bạn Kiến ơi. Ta sẽ xử lý ngươi. Bạn yên tâm, để tớ sẽ tiêu diệt tên quỷ đầu mèo này. Mình sẽ lấy hai cái đầu mèo này để đá bóng. Ngươi dám đá bùng ta, tên quỷ đầu mèo này. Được rồi, để xử lý ngươi. Cố thò. Tớ chỉ cần cho nó một búa là nó tan xác ngay thôi. Nhưng mà cậu như thế đi. Ở đây tôi thấy là nhiều quái vật lắm, nguy hiểm lắm cậu ạ. Ừ. Nhưng mà tớ phải đi tìm bạn Bông đây. Bạn Bông đi tìm bạn Thóc, không biết là bị con quỷ không đầu bắt chưa. Tớ phải đi tìm đây. Tạm biệt bạn Kiến nhá, bạn đi về cẩn thận nhá. Khát nước quá các bạn ơi. Không biết tìm nước ở đâu để uống bây giờ nhỉ. Ta có nước này. Ai nói nhỉ? Có ai ở đây nhỉ? Ai nói ra đây đi. Ai nói đấy các bạn ơi? Làm gì có ai ở đây nhỉ? Ta đây. Không có ai ở đây. Người đang ngồi của ta đấy. Ôi ôi. Ôi ôi. Có ai đấy? Ta chính là thật cây đây. Ui, hóa ra các bạn ơi, hóa ra đây là ông này là ông cây đấy các bạn ơi. Ông có nước không? Ông cho cháu đi, cháu khát lắm. Ta có nhưng ta để trong thân các của ta cơ. Ông ấy bảo là ông ấy để nước ở trong thân của ông ấy các bạn ạ. Để mình thử thò vào xem có nước của ông không nhá. Ta đùa người đấy, người hãy thò lại đi. Thò lại xem có nước không các bạn ạ. Để mình thử thò nhá. Úi dồi ôi. À đây rồi. Đây là một chai nước cam các bạn ơi. Có nước rồi ông ơi. Cháu uống nhá, cháu cảm ơn ông nhá. Mình thử uống cho có ngon không các bạn ơi. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Cháu cảm ơn ông nhá, ông cây nhá. Có tiếng gì ấy nhỉ? Ui là ai? Ui nhìn giống con ma đấy các bạn ơi. Quy định làm gì? Ta xem thịt ngươi. Cậu mình dám ăn thịt ta hả? Ha ha, đúng thế. Sai lầm rồi. Đây là cái súng thần công của ta đâu thì tiêu diệt ngươi đấy. Tiêu khác chơi đi. Nó không đi các bạn ạ. Nó không sợ mình. Được, tớ sẽ cho con ma này một trận. Tớ quên đây. Oh no. Oh no. Mình dám đánh ta. Được lắm. Thì mình xử lý đó các bạn ạ. Được đấy. Các bạn ơi. Oh no. Oh no. Đừng đuổi theo ta. Ơ. Bạn Kiến. Bạn chưa về à? Ôi. Bạn Kiến ơi. Có một con ma đuổi theo tớ cậu ạ. Đúng rồi. Ủa con ma tớ bắn nó mà nó không sao cậu ạ. Ủa nó đuổi đến rồi bạn ơi. Bạn cứu tớ đi, bạn có thương thịt được nó không? Ôi, lợi hại lắm đấy bạn ạ. Người thò tiến đi, không định bạn cứu ta tiêu diệt ngươi. Ôi,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Alo, Thắng rồi. Cảm ơn bạn Kiến nhá. Mới lấy tớ là tớ cứu bạn đấy. Bây giờ bạn này cứu tớ thì hai chúng mình hòa nhá. Được rồi, nhưng mà cậu phải đi về ngay, nhiều quái vật lắm, tớ phải đi đây. Tớ chờ lại nhá.